Shop hàng Nhật Đồ Điện xin chào các bác. Cũng lâu rồi, hôm nay mới về được chiếc máy massage chân. Một chiếc máy phải nói là hình thức cực đẹp các bác nhé. Các bác nhìn trên clip thì các bác có thể thấy là đây là một cái con máy rất là đẹp. Massage chân, massage cả bàn chân và bắp chân nhé, đầy đủ. Về hình thức thì quay tổng thể cho các bác nhìn đây, cực đẹp. Máy cực đẹp các bác ạ. Đấy. Trắng từ trong ra ngoài luôn nhé. Mỹ mãn. Nói chung là mỹ mãn luôn. Con này bên Nhật chắc là rất ít dùng, trên cái vải của nó thì còn rất là mới ấy. Vải thì gần như chưa dùng thế nào các bạn ạ. Đây, rất là mới nhé, chưa có tí sờn nào cả. Bóp bàn chân dưới và bắp chân đây nhé. Cái phần bóp này của nó rất là êm này. Đây. Có hai chế độ bóp, bóp nhanh, bóp chậm. Hai kiểu bóp các bạn, hai kiểu bóp nhé. Con máy của hãng Triver này cực đẹp luôn, cực đẹp. Con này em bán là 2,9 triệu nhé, giá chưa có phí vận chuyển, tặng kèm các bác một bộ đổi nguồn. Đấy, các bác nào chốt các bác liên hệ nhé, giá 2,9 triệu một con máy rất là đẹp. Con này em để số 1, đấy, cực đẹp các bác nhé. Máy Nhật sử dụng điện 100V này, em tặng đổi nguồn luôn. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước 500.000 nhé, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Đây, con này thì đây, em để trần cho các bác xem. Đây. Đây, nó massage cả bàn chân và quay qua xem nhé, massage cả bàn chân và bắp chân. Hình thức còn rất là đẹp. Các bạn nào lấy chiếc này các bác liên hệ nhá. Chiếc máy đẹp xuất sắc luôn. Như mới. Chào các bác.